Nguyên là người thích hát nhưng mà hát thì cũng tạm tạm thôi. Chắc cần phải có thời gian để trau chuốt nhiều. Nhưng ít ra Quyên sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để truyền tải cái cảm xúc của mình trong cái lời bài hát nhiều hơn. Những ngày quay tới là những... Okay.